Mấy chị nhà này bố bố bà này cả xa lưu giáo, thay cả xa này mà bố bố bà này bố nó vừa chị cũng chả cả xa nhà ông ấy thì đối xin cả xa nhà xa cả xa chị là mấy chị nhà tôi lại chạy đi thay cả xa lưu giáo nhà vừa chị lại đặt cho bà đấy à mà ngày đi vào đó nghe này nó xin mà chị được đủ bố nó đi đi mà giờ nó cần đi ăn này anh ấy sẽ là chị để cho mình có sai kỳ hai mà mấy đứa ăn khai mà bố nó đã bị mẹ cho nó giá trị đấy sai kỳ của nó ăn luôn tiền nhà ông nhà vừa chị lại phải đấy rồi ăn luôn ấy nó chạy thì mà tôi đi vừa sai kỳ của tôi chưa bị đó trong việc làm nhà bán nó cái giá trị này xuống này thay vì cái giá đồ nhà bán được không nhá đây rồi nó anh nhìn thấy thay sĩ sạch nghiệp giả nữa thay sĩ sạch giả đó nên cô nghệ thì đông nó vừa bao nè thì đông nó vừa bao nó vài giá để xuống bao chiếc đông giả nữa thì đông nó bao chiếc đông bao chiếc chiếc đó thì cô nè thì thoa mẹ bó nó tùy là thoa mẹ thì ở bên nhé thay sĩ nhà bó nó thì ở bên thoa mẹ ở bên nhé thay sĩ nhà bao giờ đấy đông bao chiếc nhà chiếc nhà nhá đây rồi không chỉ biết đâu thì nó thì mà sau đó lòng cũng cái sau thấy cái đồ quên cái đạp cái đấy đó và lên xuống tông vòng xuống thì mà làm việc vậy đó nó thì nó thấy cái gì đó đi đạp giả bị loại của nó thì nó nói ra được bên kia lại nó nói ra được bên ngoài xuống này đấy nghề cô đồng thì đông vòng vòng nữa thì đông vòng vòng nó vài giả lại xuống này giải mà thì đông vòng vòng trên nước kia đẹp rồi đó thì nó độ bờ bên đây nữa thì xuyên đấy tôi phải thôi làm đấy thấy gì nhà bao nhiêu đấy thì được nghe thôi làm đấy có nó thấy gì nhà bao nhiêu đấy nên bao nhiêu là chuyện làm đấy số đó chưa xử lý ra thì nó bao nhiêu chuyện đó bao nhiêu người lại xuống lấy thầy sư sư biểu để bao nhiêu lý mà kể được bọn nó hay là thì mà lên với châu thế mà nữa thì mà lên lấy thầy sư biểu mà nghe bọn nó hay là thì ở bên lý thì giá sẽ bị gặp bê kể những điều nó nên chuyện này thì đông đông bao mà đấy thì đông đông bao nhiêu phải giả lại xuống như giải quá thì đông đông bao nhiêu như chuyện đó thì lấy nhé tôi là thôi làm để bọn nó cho nên thì mà nó sẽ dành nhau thôi làm để bài này sẽ thấy xin để về bao nhiêu mà bọn nó bao nhiêu lại xuống nhé và bao nhiêu chuyện này nữa nên bao nhiêu chuyện này hay là nó lấy gì bây giờ đó nên bao nhiêu khi nào phải lâu mà muốn về mình sẽ sẽ từ lâu mới muốn về đâu mà sẽ từ đâu ra một lúc thấy gì mình mới xuống cho nên thì tôi sẽ khi nhà xuống nhé sẽ thấy gì sửa lý đấy cho nên lúc cũng làm này và nó thay chuyện này đây tôi sẽ khi nhà chỉ cả đấy nên là cho nên lấy ra như là đoàn mới muốn lấy ra mà xuống lên đấy lấy ra mà xuống cho nên lúc đi làm hay sửa đó như còn đâu thì đâu nó bao này đấy thì đông nó bao này đó phải là đấy xuống như nhà đấy chứ thì đông nó bao trên như chưa thể được trong một lúc nếu bán này nếu bao nhiêu chưa cảm nhận xuống thì nên mẹ bố thì anh lấy ra nhé bao mẹ xuống như thế cho nên bán bao nhiêu chuyện này mẹ bây giờ thì nó đúng mà nếu chỉ bị đạp thì được nhé tông nhà ta lông rồi bây giờ anh lấy ra mà xin cái được trong một lúc tông nhà anh lấy ra nữa thì lấy xin cái được trong một lúc hai bao nhiêu này được nên bao nhiêu này mang về được bố đã đọc và tham ăn chấp ấy để nó thấy được cái mà lấy về chỉ là nữa nó thấy được cái mà lấy về lấy nhà tông nhà thì đông nó bao này đó cô già đấy thì đông nó bao nhiêu cô kia để được trong thì nên mẹ tôi ở thoa làm mẹ bố nó lấy ra mẹ bao nhiêu về cô bao nhiêu mẹ chuyện này làm như sửa nên chỉ bị ra phía đó không lấy ra của người ra phía đó cô bao nhiêu về bán lấy xuống thì mà lấy về mang đi kể được cháu thì mà lấy đâu nhận lấy ra mà lấy thì mà lấy không lấy ra tôi bị ở mang về được nó rồi thì đó sẽ bị ra xuống nên đâu nhận lấy thì đâu nó bao lại đó lấy ra thì nó thì đâu nó bao nhiêu lấy phía để được cháu một lúc thì sau này rồi thì thoa làm mẹ thoa chỉ làm mẹ bố nó lấy ra mẹ bao nhiêu về sai khi ra xuống nó lấy bao nhiêu mẹ chuyện này làm mẹ bố nó rồi sau chỉ bị ra phía đó lấy bao nhiêu tiền ra xuống thế lấy ra như thế xem sẽ lấy ra số đi ra xem bây giờ nó có sai cái gì không bây giờ thì má sẽ thấy gì sẽ lấy ra hơi giả đi cho nên nó bị cái gì sẽ bị loại giả đi không nó bị cái gì bị lỗi gì xem là cái gì bị lỗi gì đó là gì sẽ xóa đi cái gì đấy nó cho nó thu âm cái này đi thoát ra đi không bây giờ thì má cho nó đông nhá nhẹ thì đông nó cũng bao nhé thì đông nó cũng bao nó vài giả lấy xuống nhẹ giả đấy không thì đông nó bao xuống nhẹ chỉ để được cho cho nó vài này nhẹ chỉ bây giờ lấy xuống không nhé thì phải làm được bọn nó bây giờ bao nhiêu đấy nhà bao nhiêu mình chuyển làm đấy bây giờ cho nó đi mà không chỉ vì ra phía đó thì mà ngã bây giờ lòng rồi đó xin về ra phía đó cho thì mà phá bao nhiêu mà người ta xin nhà bao nhiêu á mà bây giờ ngã bây giờ lại xin về để bọn nó bây giờ bắt đầu mà thực hiện cái gì đó cho nó đi mà sau thời gian mà đấy đông nhà lề đó ngã nó bây giờ rồi đó thì mà sau đông nhà ngã rồi đó thì tập về mà người ta bọn nó mà người ta tập qua bây giờ tôi đi ra tập về sao đó mà nhớ tôi đi ra tập về mà lấy về đông đông thì mình lòng bao lại đó sau nhưng lòng bằng chân chào khi đã được chào mùa thì xin nhé tôi đã thoát làm nó bình nhà bằng lề lề chào bằng chân nhập sĩ cảm nhé ấy đó thì nó đôi mà xin xin bị đau xin đau nó bình nhà gạo mình về là khi đã được chào mùa lúc chào bằng chân đi mang đi đó thì mà lề thế khó lề lại mang đấy thì nó sẽ bị bạn nâng lề lại số đó thì nó đôi mà lề khó xin số đó thật quá thì mà lề về
ông bây giờ ở bên đi bỏ nó, ở đó thì đông người ở xe bên đi mà bây giờ ở đi bỏ nó, ở đó đi mà tết đông thì ngày long bao nó đông nhà vậy, thì ngày long bao trên đông phía lỗ thì lấy nè tôi ở thoa làm mình nó bên nhà bao nhà đấy, đông bao trên nhập xe nhà mẹ số đó, thế xe bị bạt thì được đông bao trên phía ông xuống cô tơ lỗ nó bên nhà gạ xin phía mẹ có sao cái gì mà phía đấy đó, nên ở đi mà xe thay gì xe để lại bỏ nó, ở đó thì mà tôi nó xe lại bỏ nó xe thay gì xe thay gì nhà đấy, ví dụ trên cho nó xe lấy lại nhà bỏ nó thì tôi sẽ lấy ra ví dụ xin phá ra là xin cô nào bây giờ lấy ra là bọn cô nào bây giờ lấy ra xin để cho cháu rồi thì mà thà được bắt mà uống được quả này nữa rồi xin xin cô rồi đấy để được quả cô cho nó được cái sai nhà bọn nó sai cái gì sai cái gì cái sai nhà mình rồi nó phải được quả cái gì cho nó cái sai sai bị 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 rồi nó rồi nó được quả cái gì mà bây giờ thì bọn nó khả năng luôn cho nó tập hiệp bọn nó cho nó xin mà lấy về từ đi cái này nhá thu được nhà vào đấy từ đi cái này thu cho nó mới xin nhà được cho nó nhà sai đây là một vài bạn đã ra cho đó đông nhà cô xe cố khổng mà ta khai gì bị lại nữa xe cố khổng cháu xe nên nghe cố khổng xe là đi bài hoa nè bạc lý bạc xe bà đấy ta hà lộ bài phá mà xa đời là mình nè bạc lý bỏ nó nè rồi chân hôn đu đi gần nè thu chân nè mưu xin nè xin nè thi bạc lý bạc lý bạc xa đời đi à đấy đu đi gần nè thu chân nè mưu xin nè thu là thi bạc lý bạc bạc nha nè rồi chân hôn mê mê lê lông nè đu đi gần nè thu là đi bỏ nó lá thu là đi lông nè lông nè cha mưu đi chỉ để tạo mưu chân hôn lông nè xa lưu đi à nè mà thi bạc lý bạc lý bạc lý bạc lý bạc lý mấy sinh nhà này cũng chuyển đi bỏ nó cho nó đi vào bên này phải rồi thay đi đâu thay lại do bên này sao như thế cho nó mẹ như thế giờ đi đi đâu bỏ nó mình đang cái lâu ngày là lâu dài thì chuyển đi cho nó về thay bên này phải rồi nó biang lên luôn nào bây giờ rồi chuyển cho nó nó mình đang cái lâu là lâu dài thì chuyển đi giờ đi bên này thì để sao như cũng alo mà tiếp xúc với cái mấy sinh nhà alo mấy nào để bảo bảo luôn mấy được cho nó mình biết vài chữ vài cái nhá đây giờ cháu cho nó bỏ nó chạy xa xong chỉ xóa alo lâu càng chuyển này xuống nó cho nó nhé thì thay bên này phải rồi cũng sẽ để đi ra bảo nó thứ gì sa ayo sa sa li ga ro 900 sa ne pyu lut pi ba de pi lo tot ba le a ni ne so yin no 10 sa ne pyu lut pi ba de khanya pi lo mai shin ni a ni ne 3 sa 900 sa ye tot ba le 10 sa ne 3 di ma so ne pyu lut pi ba de 2 di ma so yin no sa 80 sa ne pyu lut pi pi lo pi lo commission ni ga ro 2 di ro 3 di ro thu da do la kaung pi lo ba le so yin a yang commission ni di a yang pyan ni ne di do la kaung bo mi tu ma so commission ni ga ro a chu khan sa kun ni ko da chin lo ni ne tham man pi lo pyu lut pi tha ba de khanya အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတူတီကနေထိုးချင်တာပဲကော်မရှင်အကြောင်းတင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူတီအရင်ပြောပြီးမှာနော်တူတီမှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး800ကျော်ဖို့အစားကစားပြီးတော့ကော်မရှင်900ခန်းတော့အကျိုးခံစားဖို့ရရှိနေ5000အထက်ဆိုရင်600ခန်းတော့တသိန်းနဲ့တသိန်းအထက်ဆိုရင်800ခန်းတော့ဆိုပြီးတော့ကော်မရှင်အကျိုးခံစားဖို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ထူထံလို့အမှောင်ပေါ့နော်ထိုးချေးလေးတွေရောင်းလေးများနေတယ်လည်းများတယ်လို့ကော်မရှင်လေးတွေကလည်း90 10 10 12စသဖြင့်တိုးတိုးပြီးရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်3D ပေါ့နော် 3D ထုံးမဲ့ message များဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်ပေါင်းမှုအထက်ကစားပြီးတော့ commission ကို600ခန်းလုံးပေးပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့5000နဲ့5000ထပ်ဖို့အထက်ဆိုရင်လည်း900ခန်းလုံးပေးပြီးတော့ 3D ပေါ့နော် 3D မှာဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေတိုးပြီးတော့ပေးပါတယ်။တသိန်းနဲ့တသိန်းအထက်ဆိုရင်တော့ commission ကို100ခန်းလုံးဆိုပြီးတော့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ 3D ကစားမဲ့ message တွေ 3D commission အရောက်တဲ့ message တွေပဲဆိုရင်တော့ထိုးချင်းများရင်များတယ်လို့ရောင်းအားများရင်များတယ်လို့ message တွေလည်း commission တွေကအများကြီးရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကျဲလောက်ကောင်ကြီးနေဆိုရင်လည်းအခုကျွန်တော်ပြသလိုက်တဲ့ Python နဲ့ Python ကိုမမှားအောင်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်နေရာလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရပ်ပြီးပြီးတော့လောက်ကောင်ကြီးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စစ်ချမှုပြေးသွားနေဆက်သွယ်လောက်ကောင်နိုင်ပါတယ်အခုလက်ရှိလည်းပဲလောက်ကောင်ကြီးရဲ့ message များစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီထက်ကကြီးနေတဲ့ message များလည်းကောင်နေပါဘူးလားအစ်စ်ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ message များရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲ့ကြီးကြီးကြီးစစ်ချမှုပြေးသွားနေဆက်သွယ်လောက်ကောင်လို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကလေးကတော့ကျွန်တော်အလေတိုင်းလေးကိုပဲပြောင်းပြီးတော့ရှားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အလေတိုင်းလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကလေးနောက်ထပ်တစ်ပြင်မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးလေးကကျတော့3မိနစ်ဒီ3လုံးပေါင်းတယ်ဗျာဒီ3လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာရလဲဆိုရင်ခွန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းခွန်ပေါင်းခြင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်နဲ့သူ့ရထွက်လာမယ့်အလေတိုင်းနဲ့ပေါင်းရင်လည်းခွန်ပေါင်းခြင်းပဲဖြစ်ကြမယ်အဲ့တော့ခွန်ရှိပေးသားပြီလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ရအလေတိုင်းပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဘာမှန်ခဲ့လဲဆိုရင်ခွန်ပေါင်းခြင်းမှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ပြင်နောက်ထပ်တစ်ပြင်မှာလည်း3ညာ3နှစ်ဒီ3လုံးပေါင်းလို့900ရတယ်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်း9ဖြစ်လို့ဒီ10နဲ့သူ့ရဲ့အလေတိုင်းနဲ့ပေါင်းရင်းလေးပြီး9ပေါင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ10ရှိသေးတာကိုခွန်တစ်လုံးနောက်အလေတိုင်းညာကဝင်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း9ပေါင်းခြင်းကိုမှန်ပြီးတော့ခွန်အလေတိုင်းကိုထိမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခွန်အလေတိုင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်3ညာအလေတိုင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ data cycle အရဆိုရင်1 2 6ဒီ3လုံးပေါင်းလိုက်ပြီဒီ3လုံးပေါင်းလိုက်တော့3ညာအလေတိုင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ၄နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်လာမယ့်အလေမပောင်းရင်လည်း၃ညာပေါင်းခြင်းကိုရရှိလို့ရမယ်ဆိုတော့၄ရှိသေးတာဖြစ်လို့အလေတိုင်းညာကနောက်တစ်လုံးနေနေဆိုရင်၆တလုံးအလေတိုင်းညာနဲ့ဆင့်တရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရရှိတာအလေတိုင်းနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့၆အလေတိုင်းညာရှိတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shift
chậu lề đá cô nào về nhé chứ chậu cô rồi đấy từ từ ạ bố nó thề mấy cho quậy ta sai cái tham nhận đi ở bộ về hà nam chứ bảo đấy ở đó bây giờ nhà này là cái sai nhà này là cái sai gì nào bây giờ sai cái gì của bạn chơi này là cái sai gì nào bây giờ có được bao nhiêu đấy nó cái sai lừa nhau rồi cái này là cái này anh ấy thâu bị mà tham máu ấy giờ chồng ăn không đấy nó xin gì ra lên mấy rồi cái này là do gì bảo đấy nhá là bao phần như cái này đấy cái nó cái nhà mà bây giờ mình bao cái nhá cái này là nhà bạn có bao bây giờ lâu mà có bảo cái này là chỉ là sai cái gì cũng xin là nhà của tôi đã lấy cái đồ trong một lúc mấy sinh nhà này tôi đi cái này thôi chứ nhé tôi đi cái này thôi chứ nhé sau này tôi phải bán cái tiêu cũng đã kẹp thì bác cái này anh nhà này tôi ăn luôn mà xin nó sẽ thay với nhau đi để tôi trong một lúc ăn luôn mẹ chạy đi ra xin cái này cũng cập nhật về sai cái gì cũng chạy đi ra xin hết là gì bác do anh này đấy cũng anh đi thì bỏ nó xem về cái sự bây giờ là mấy sinh nhà tôi học sinh nhà tôi học sinh nhà tôi nói tôi đi ăn này tôi về chơi làm cái đó mà do tôi đi bỏ nó và cái này ăn luôn tài sản thì bỏ nó mang cái mình nhà sau nhà xin ra đó ai luôn mà tao vừa thêm đi trả bảo sĩ xin với các công nhà xóa phải xảy ra trả bảo sĩ được là thì nhà lại thêm một hoạt động của bạn nhé ai luôn của lời đấy nên dùng nhà gì để mà được nhé.